dở lên anh, dở lên luôn. Thấy xe đỏ này nó lạ không? Thấy xe đỏ này nó lạ không? Thấy xe đỏ này nó lạ không? À, nó chơi nó dán ha. Trời ơi thằng Pha này nó chơi kỳ á. Cách mua xe đỏ nó đưa dao xe trắng. Cái gì sao chơi được? Quá bậy rồi Pha ơi. Ta cóc luôn rồi à. Đẹp không? Thôi con bé thấy đẹp không? Thấy đầu đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Nó không thấy đầu đẹp. Ủa mắt chị quay đâu rồi vậy? Ủa lộn. Lộn. Thấy chị kìa cho mình. Rồi. Xe màu đỏ của tôi nha. Xe nó màu đỏ, nó thấy anh nó sợ nó tái. Bấm đỏ. Bấm đỏ. Ủa, ủa gì vậy? Xe của chủ lỡ mình mua cho thôi. Ta mua màu đỏ nó giao màu trắng. Nó mua màu đen hết mà tự nhiên giao. Mua màu đen hết rồi giao. Thôi tôi giao theo màu bạc. Gỡ này ra nè anh. Gỡ là nè em. À thật ra là gỡ cái khung trước. Thật ra là gỡ cái khung trước nhưng mà mình dở lên hơi hờ thôi, chút nữa ập lại. Để dở cái khung lên nó không trúng. Đó, tắng. Tới đây nè. Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp không? Đẹp không? Trắng á. Không thấy nào bạn. Ôm. Ê. Chào anh em, hôm nay mình sẽ đi giao xe ở Sóc Trăng. Xe Panigale V2 màu trắng. Đây là anh Xuân đang ràng xe lại. Xe này anh chủ xe gắn sẵn cái bể cá Dukabai chống đổ, che két, nước hút nhớt, còn lại thì để nguyên hết. Bây giờ đang ràng lại để vận chuyển đi. Ở bên mình là bên anh Bảo chuyển cái gì cũng kỹ lắm, bọc nè, kỹ ghê không, chứ không phải bọc miếng vải nha. Một miếng vải là nó đi xa anh, nó lắc đúng không? Còn bọc cái này là không có cà nổi. Nó tính vô. Bọc miếng vải là nó lắc nó chạy hết. Cái này thì không, cái này xài cái cảo lại luôn. Với lại là không có đè lên cái chân trống, đè lên cái chân trống là nó bị nghiêng, chân trống này. Nó hỏng lên vậy là an toàn hơn. Bây giờ là đang 4:15 sáng, chuẩn bị đi Sóc Trăng sau khi rạc cái xe xong. Giờ vô tắt đèn showroom rồi, tắt đèn showroom rồi lên xe. Mấy anh mà đi là thấy mấy em mấy ngắn bán đồ nè. Ở đây là khúc này là có còn bán ngắn không nha. Rồi hết rồi. Ở đây là con nè. Tối trên này nè. Ngày kia mấy anh xe tải đậu lại đông quá. Hết rồi đang ở dừng chân. Này không biết chắc ở dừng chân ở Châu Thành. Giờ bắt đầu trời hừng sáng rồi nè.
cả trăm cái xe tải ở đây, quá trời đông luôn. Rồi lên xe đi tiếp. Giờ sáng mới vừa tới chỗ Phạm Hữu Lão, Hùng Vương, Sóc Trăng. Ở đây là trong trà quýt, trà tắc gì đó không biết. Nên bây giờ phải chờ anh chủ xe ra, tại vì nhà anh khó vô, cái đường ở trong chợ khó vô buổi sáng. Chờ xe tới, chờ anh chạy ra đón. Đây mới mưa xong hay sao á, rửa dẹp. Anh ơi, 9 giờ, 12 giờ xe tới. Giờ mới có 8 giờ xe tới. Đang ngủ. Bị xe giật đầu vậy. Buổi sáng chụp. Chụp giật chụp buổi trưa thì cũng 2 giờ mới xong. Để xe tới ngày vụ khác rồi. Trời. Rung rinh chùm hoa sứ. Thôi bà đi ạ. Quay ổng nha. Quay ổng đi nha. Dẫn xe nha mọi người. Xe hẹn 12 giờ rồi. À, hẹn 12 giờ 8 giờ tới. Xe có chơi vài giây rút kia mới về vậy thường. Chi rút. Bạn nhớ nha. Này anh chủ xe anh. Đến đêm tới đêm xe mướn đó rồi. Lên đi. Gầm hơi thấp hả? À? À có đường lên nè anh. Có đường lên nè. Đó. Lên vỉa hè đi, anh đẩy lên vỉa hè đi. Nè. Ui. Một mình. Thôi mà xí chó rồi. Cú lừa. Cú lừa. Đen. Lấy vô rồi. Xỉu. Xỉu. Xe đỏ. Em có hạ cái ren xuống rồi đó, nó thấp chùm à. Hạ cái ren cục xuống á, té thấp lại. Hạ rồi đó. Giữ xe nè, Rồi. Rồi hạ chống xuống, hạ chống xuống. Đề máy đi anh. Ok, chìa khóa nè. Chìa khóa nè. Rồi, đã biết. Rồi, gạt cái kia ra đây. Rồi.
Hả? Quay không ạ? Có nãy giờ cũng quay không? Đèn luôn. Thì đứng đẹp vô, còn bà vợ bà ngồi đây nè. Lột lào lột rồi, bóc tem nha mọi người. Tem nè. Ô, thấy, ủa thấy chị ngồi kìa. Yeah. Xé nữa. Trời ơi á. Rồi, chỗ nào nó không ta? À nè, bình xăng nữa nè. Hả? Chắc đua không lại quá. À. Nữ ta đua chứ không phải nữ thường nha. Yeah. Yếu tố mà đạp hơn trăm cũng trời. Nữ đó nữ chiến. Anh biết việc tiếp theo là làm, anh biết tiếp theo là làm gì không? Kiếm thùng rác. Kiếm thùng rác. Hả? Lại. Sức mồ hôi luôn. Sức mồ hôi luôn. Nóng quá. Giống như là trời đại vậy đó. Tính đâu đợi chưa chưa gì mát mẻ. Bạn đã sai rồi. Con cưng. Bạn đã sai rồi. Cái đó là quan trọng hơn. Rồi. Sáng anh chuẩn bị không kịp, hơn là còn mặc quần kịp. Tao thấy chồng đang chạy xe sướng lắm. Còn bả ngồi vậy nè. Tức không? Sao em không? Đây mới vừa lên chị xe rồi về rồi. Đây là kết thúc video tại đây rồi. Hẹn em ở clip sau nha.